Okay, hello everybody. Nice to see you again. Suốt đây là đang ở nghĩa, hari tiên là bạn chụp nghĩa mà đoàn tiết. And today, I would like to make a new video clip. The new technique, the way to identify the meaning of ED and ING adjective from motion verbs. Chẳng ngày ní cứ nhóm bạn thử video clip thông bày mùi tiết sẽ tương tình năng technique này cả xong qua này ạ tình ấy này quân hình niếm đem thêm ý đi năng ING. Ok, like I told you before, if you want to study English well, if you want to know a lot of English, first you have to remember read a lot of text. And one more thing, you have to identify the way to get the meaning of the verb. Chẳng như đang nói thằng đâm bay chọn che khi sao ăn lấy chán cứ dùng từ từ vừa cả tình phía ở đây có ăn ăn bọt thì chán môi bệnh tiệt nếu cứ dùng lên vì tích nách này cá ở trên nam bị tích nách này cá trên nam ăn này này bị like before I make a video clip that related to how to guess the meaning of the words, the new words. And now I tell you one technique how to guess or how to identify the meaning of ing and ed adjective. Chẳng vì muốn khi mà thu video clip mới thì biết này cả tu kia này bịa hát này này bịa mấy hay là ngày nick khi mà thu video clip mới tiết sẽ tương tình năng ca tu kia ở đây này bịa ở này quân hình niếm ing hay là quân niếm ed. Let's start a technique to identify the meaning of ed adjectives and ing adjectives deriving from some motion verbs. Chẳng cứ dương tích này trong ca tổng qua ở tầm này này quần niệm ED hay năng ING. Chẳng như năng hay là quần niệm tầng ổn nó cứ mở phí verb để tiện tương tầng ở rộng tỏ lời như mưa tì hồ. Example verbs ED adjectives and ING adjectives. Okay, example like word interested, interesting. Chẳng như đang hai thả interest còn lại verb này cứ dưỡng bộ thả nghĩa còn lại verb này cứ dưỡng bộ thả thư ao chập rộng chẳng lại trong verb thư ao hai nâng adjective ed này cứ chập rộng tại em đoàn dưỡng bộ này trong cứ chập rộng hai chùm phùa adjective ing cứ dưỡng bộ thả cu ao chẳng mẹ cua ở chạp rộng chẳng verb phư áo anh ấy bọn này trắng cua áo chẳng cua ở chạp rộng. One more ở lời dương mưu mùi tiệt bò nó phư áo chẳng mẹ phư áo thôn tròn rì ai bót thôn tròn anh ấy boring cua ở thôn cua ở thôn tròn tự mình. Chẳng khiêm tầng khâm ta bóng bóng ai trên nam bàn lõ. Mùi tiệt cái tire nó bỏ thá thư ai ọc cầm lăng chỉ vỡ bỏ thư ai ọc cầm lăng chỉ ý đi bỏ thá ọc cầm lăng hơi chỉ quân niệm ai anh chí bỏ thá cua ai ọc cầm lăng cua ai thôn tròn được thế này. One more, please. Please is verb, but ha, to our read. Please, ed. Read, hi, pleasing.
Cua ở rì rì. One more. Amaze nó thua ở chung ngó. Amaze thua ở chung ngó. Amaze ED chung ngó. Amazing cua ở chung ngó. Chẳng nhìn cua dân nằm lên nắng. Welcome. Chỉ verb bỏ thà. Thua ở rì rì. Phương ôi sợ bài chất. Welcome. Rì rì sợ bài chất. Welcoming. Cú ôi rùm phư. Welcoming. Chẳng phong lùm lực mà đón tiếp ha. Cả nà kê đề giá sáp cư dân bộ thật phương ôi. Sorry. Dịch phương ôi, kê giá sáp phương ôi. Hai cô đề niệm ý đi. Cư bộ nây trắng. Hai cô đề niệm ai anh chí. Cư bộ cú ôi. À từ này bỏ cái cua ảo ấy. Thì chẳng chìm phần cầm thả bọn bọn nó ọc nên dù lắm. But now we continue to the way to use ed adjective and ing adjective. À lời dương mình tỏ từ lần cả pra vì mình tích. How to use ed adjectives and ing adjective. Ta dương pra ed adjective and ing adjective đời được biệt mạch. Ta lời dương mơ. Verb ed adjective and ing adjective. Ta lời dùng mới. This book interests me very much. Chân sư phâu ní. Chân mê này thả. Chân sư phâu ní. Phư ỏi khu nhóm cha bà rõm lặng nà. Anh ấy cứ dương pra với chữ verb phư ỏi. Tại bà dương pra với adjective ed bình. Phải adjective ED có thể I am interested in this book. Nhóm miên chùm nạp ở rõm từ lưu dập hấu. Dập hấu nì. ING adjective. This book is interesting. Dập hấu nì. Cua chạp ở rõm. Dập hấu nì. Cua chạp ở rõm. Ta lấy dân qua bằng tích. Ta phiếp khó khăn nê rõ viên. Ta phiếp khó khăn nê rõ viên. Adjective ed hay là adjective ing ni ta ka pra pra vi khok ne yang mạch. Chăng bon bon trâu cham tha ka na jeung pra adjective ed ni kư sap chich trâu tae chi manu sap chich chi neak bonghan chamnap arom tae ba san je jeung pra ing vinh kun niem ing sap chich kư chi neak thveu oy kia chap arom. Nhưng rồi chán. Sạp chích chia vật thậu. Hay chỉ tu tới cứ viết thua thì chạp vào lòng. Ta và lấy dưới mình to tiết. Ok. The work tires me so much. Cả nghĩa ní thua ở nhóm hoặc cầm lắng lắng nà. I am tired of this. The work. Nhóm ở cầm lắng cần nâng ca nghiền như nào. The work is so tiring. Ca nghiền ý cua ói thôn tròn cua ấy. Ở cầm lắng mèn. Tỏ mùi tiết one more. The movie pleases me all the time. Rừng nâng vừa ở nhóm rít rít group group feel. I am pleased with this the movie. Nhóm viên hiệp rưu gọc nhóm tỏ bài chất tình năng rưỡng rưỡng nì rưu gọc nhóm rít rít năng rưỡng nì nè. The movie is pleasing. Chẳng rừng nâng cú ái rít rít mình tên rưu gọc cú ái rùm phơ mình tên. Okay. So after you learn the, I hope you understand how to identify the meaning of these adjectives and how to use them. Thank you very much for watching and please have to subscribe my channel. Have a nice dream.